Dạ, chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Cát Tường. Em đúng tên rồi. Là Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Đới Văn Ti. Ti, tờ y ti á hả? 28 tuổi, đang sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Làm nghề gì bạn? Em làm quản lý bảo trì công ty trong nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Mỹ Hương. Năm nay em 28 tuổi, quê của em là Quảng Bình. Nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và công tác ở Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non ạ. Bạn nữ 28 mà bên đây cũng 28 vậy, bằng tuổi hả? Dạ. Cô giáo mầm non hát được á, bây giờ hát bài cho nó phá tan cái không khí. Đúng rồi, cặp kia không có kết hôn, ủa không có đồng ý hẹn hò, hôm mai bà mối đang buồn quá. Em hát tặng cái không khí nó xôm lên các em. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây trên dòng sông sâu. Hay quá, ngọt rất ngào là lắm. Ngọt ngào. Rồi em trai hát bài đối đáp liền. Bằng lòng đi em, anh về quê thăm má con cháu. Tiếp. Mẹ cha nên hỏi. Lại làm lại, 2, 3 bắt đầu. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Lại lần thứ 3, 2, 3 hát đàng hoàng cái bài này nha. Bắt đầu. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Khó quá luôn. Em gái, em đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em, một người biết chia sẻ, biết quan tâm và sâu sắc trách nhiệm, có công việc ổn định ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích một người là nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Bạn trai bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Có nóng tính, gia trưởng không? Hơi nóng tính chứ còn gia trưởng thì không. Vậy đơn giản mà. Em trai, bạn em trai thích mẫu sao? Người thế nào? Anh mặc đơn giản, mẫu người phụ nữ truyền thống. Không trang điểm nhiều quá, đi đâu cũng đi trang điểm nhiều. Cũng... Ta trang điểm đẹp chứ có gì đâu. Không phải, tôi ví dụ như thế, đi làm hoặc là đi ra ngoài đường. Không, ví dụ như thế, mình chỉ đi ra ngoài đường không, mình cũng trang điểm thì... Anh ơi, em rất là đơn giản. Ta ra đường, ta trang điểm vừa đẹp cho mình, vừa đẹp cho gia đình, cho chồng, cho xã hội nữa. Mình nở mặt nở mày chứ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Giống ai không? Giống chị Cát Tường được rồi. À, chị thì hơi lệ loẹt đó. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm lo cho gia đình, với này cũng chiều bạn gái phần nào, cũng biết nấu ăn, phụ việc gia đình. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì đôi khi hay quên, hơi nóng tính thôi. Bạn gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, rồi em biết nấu ăn, biết ca hát. Chuyên ngành của em là mầm non thì em có năng khiếu là dụ dỗ nít á. Là chăm sóc con nít được. Dạ. Dỗ người lớn được không em? Dạ không, dỗ nít chứ người lớn thì chưa biết ạ. Chưa biết ạ. Có khi người lớn dụ lại. Ờ, có bị ai dụ chưa? Dạ dụ chưa được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 4 năm rồi chị. Cũng lâu, cũng rồi lâu quá ha. Bạn trai sao bạn? Mình có yêu ai da diết lần nào chưa? Chắc là mối tình đầu tiên. Mấy năm? 3 năm rưỡi. Rồi mối tình kế tiếp? Khoảng 3 năm. Rồi mối tình kế tiếp nữa? Được 7-8 tháng. Vậy là bạn yêu không là gần cái chục năm rồi đó. Mấy mối tình mà mỗi ba năm mấy tháng sau là cùng là gần bảy, coi như 7-8 năm rồi. Nếu bạn rút ra kinh nghiệm, bạn sẽ làm gì để có thể giữ được mối tình lần này? Vậy như thế là mình chăm sóc quan tâm mình nữ nhiều hơn. Đúng rồi, mình tiết kiệm về lo cho những cái gia đình mình nói về thiếu quan tâm đến bạn gái ha. Giờ phải quan tâm đúng. Nhưng rồi. Mà bây giờ nếu như sau này mình lập gia đình thì mình định sẽ là sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Ở Biên Hòa, Đồng Nai luôn chị. Hồi nãy bạn gái nói ở đâu bạn gái? Dạ em ở Xuân Lộc ạ. Gần nhau không? Xa. Là cách nhau gần trăm cây. Thôi. Rồi thí dụ như em qua chỗ bạn gái ở được không? Cái đó em cũng chưa biết được, tại vì dưới đó không biết là công việc nó như thế nào nữa, chứ nhiều khi ví dụ như chút xíu nữa dở mà hai bạn mình tính toán với nhau thử chuyện đó ha. Rồi ok. Được. Anh sẽ qua gặp bên thằng gái coi sao nha. Em chào anh. Bạn gái. Nếu bây giờ em phải đi theo anh ấy em có chịu không? Khi mà gặp nhau tìm hiểu mà hai người hợp á, thì cái chỗ nào mình cảm thấy thuận lợi hơn thì mình theo thôi ạ. Bây giờ mình nghe anh ấy nói chuyện mình có cảm nhận như thế nào? Thì em thấy anh cũng chắc là cũng chững chạc. Quan điểm thì cũng được nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Thôi mình gặp để mình hỏi rõ hơn ha. Dạ. Còn hôm nay tụi em có đi với người thân không? Dạ, em đi với cô hiệu trưởng trường em, sếp của em. Rồi có cậu em trai em và các chị em đồng nghiệp ạ.
Xin chào Quyền Linh với là Cát Tường, dạ, chào với cô. Quý vị khán giả trong khán phòng. Thì Hương là một giáo viên rất là dễ thương, dạ. Vì cái ngành mầm non mà, yêu nghề mến trẻ với là rất là gần gũi với mọi người. Còn riêng với chàng trai hôm nay thì cho cô được hỏi là gia đình chàng trai hiện đang ở đâu? Dạ, bố mẹ đang ngoài Bắc, dạ. Vậy là em vô đây một mình? Dạ, có anh trai đây nè. Nếu như mà hai bạn có duyên mà gặp gỡ với nhau, cái hướng tương lai tới thì em sẽ quyết định như thế nào? Em đưa Hương về Bắc hay là em đưa Hương về Biên Hòa hay là về Sài Gòn? Nói chung là chúng ta nói thẳng nói thật ở đây thì nó sẽ hay hơn. Công việc thì nếu mà cũng đang ổn ở Biên Hòa Đồng Nai, nếu mà sinh sống thì chắc là nếu mà ấy về thì chắc là về sinh sống làm việc Đồng Nai thì sẽ làm ở đó. Rồi, có bạn bè có ý kiến rồi nào? Có ai muốn dạ em xin chào chị Tường và anh Linh và chào quý vị khán giả. Thì em là chị đồng nghiệp với Hương và cũng là chị em rất là thân thiết, cũng có thời gian ở chung với nhau. Về bạn trai bên này thì theo em nhận xét thì bạn cũng rất là lanh, có công việc ổn định thì cũng mừng. Hương thì cũng quê ở xa, cũng mong muốn là tìm được một bạn trai là biết chia sẻ, quan tâm, thì mong là bạn trai sau này chia sẻ với bạn với Hương. Rồi, cảm ơn. Bạn trai thì sao? Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với chú của em. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Chú ruột á hả? Dạ. Mình lấy dì Út của Ti. Dì trong nhà mà. Dạ đúng rồi. Thấy cô bé này cũng được. Chỉ có một cái là không bằng dì cưng thôi. Chú nói là quen á, quan trọng là nhìn nhau cái đầu thôi, rồi vấn đề đi đến hôn nhân, chứ đừng có quen mà quen chơi cho vui thì mất thời gian nhiều lắm, càng nhanh càng tốt, chứ đừng có mà dây dưa nó mâu thuẫn nhiều lắm, tại vì không có ai hoàn hảo. Chắc Ti cũng biết Dượng đó rồi, Dượng nó quen gì nó trong vòng tháng là tắt luôn, ba nốt nhạc bấm nút luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Có nghĩa là bây giờ được là cưới luôn, cưới luôn mà không được thôi kiếm người khác, phải mất thời gian, kéo màn lên. 28 tuổi rồi ha, được em cầu hôn mình làm luôn nha, nhớ nghe lời Dượng nha. Rồi mời hai bạn bắt đầu, có 2 phút thôi các bạn. Anh làm việc ở Biên Hòa, vậy thì tương lai anh có lập nghiệp ở trong đây không ạ? Tức là tương lai là tính ở đây lập nghiệp ở đây chứ không có về ngoài Bắc hay là gì? Thì em nghĩ thì ở Biên Hòa về Xuân Lộc thì cũng không xa lắm anh. Vậy thì anh có cái kế hoạch gì cho cuộc hẹn hò nếu mà hai người đến với nhau? Là một tuần chỉ được 1 đến 2 lần. Vậy cũng được. Tại vì công việc của ai cũng có công việc riêng của mình, thì chỉ có rảnh được vào ngày Chủ Nhật. Trước giờ thì cũng có xuống đó vài lần, nhưng mà nhiều khi cũng xuống xa cho nên không biết là... Em thấy đâu có xa đâu, cũng gần mà. Đi xe, đi xe có tiếng rưỡi à. Không, tại vừa tối ví dụ như muốn đi chơi hẹn hò gì đó thì... Gì đây? Hơi xa chứ. Cái gì mà một chùm này vậy? Gì? Ủa cái này cái gì đây? Thước gì? Chi vậy? Là bảo trì thằng đo đạc. Đứng lên đo cái cổ gì bảo trì gì không? Nhưng mà bữa nay đi lên đây hẹn hò đeo đem cái thước theo chi? Phải cái này lúc nào nó cũng theo em cái gì? Đâu đứng 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 lên coi coi. Trời ơi. Làm gì kiểm tra đồ nghề người ta kỹ vậy? Tại làm biến cho nên thằng đi đâu cũng cầm theo cái gì? Hôm nay đâu có sửa đâu. À. Sở thích của em là gì? Em thì rất là thích đi du lịch, đi phượt này nọ vậy đó, xem phim, hát karaoke với bạn bè. Còn anh sao ạ? Anh thì nói chung là cũng đa số cũng hay đi chơi cuối tuần, thoảng cũng hay. Anh có thích đi du lịch không ạ? Đi du lịch thì nếu mà ấy thích đi phượt thì đi xe máy á. Dạ. Dạ. Chắc là anh với em cũng sở thích rồi. Đi chơi xa xa thì thích về miền Tây vui hơn. Dạ, ở đâu cũng được đi chơi là thích rồi ạ. Hiện giờ thì bố cũng đang ở trong đây, thì nếu mà được thì sẽ sau một thời gian thì sẽ ra mắt gia đình. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nhìn thấy em thì cũng chững chạc, suy nghĩ thì cũng lo cho gia đình, thì cũng cảm thấy được dễ thương. Thích lo cho cả 100 đứa con nít được mà, đừng nói chi. Em thấy anh này thì cũng chững chạc, chắc là người đàn ông của gia đình. Bây giờ hai bạn nói chuyện tuy rằng ít nhưng xem lại trái tim của mình có đập chưa. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây nhìn thẳng vào nhau, nào hai người đứng lên nào. Hết 30 giây chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta cảm nhận và quyết định hay không quyết định, tùy các bạn. 30 giây bắt đầu. Đó, nhìn đúng rồi đó, nhìn kỹ từ đầu tới chân luôn đi. Sau này không có lầm lỡ gì hết. Được chưa? Dạ. Rồi, về chỗ ngồi. Bạn trai nói trước đi. Thì từ nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận thì thế nào vậy anh? Khi mà mình gặp nhau ở đây rồi á thì cũng đã có một cái duyên rồi. Chúng ta cũng cho nhau một cái gì đó để tìm hiểu, để hiểu rõ hơn.
Em trai nãy giờ nhìn mắt em gái em thấy sao? Em nhìn thấy thì cũng có rung động. Có rung động đúng không? Dạ. Chúng tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, có rung động là được rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thời gian suy nghĩ cho kỹ các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Hãy làm theo sự rung động của con tim nha. Đó là quyết định các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Em trai có bấm nút không? Dạ không. Hồi nãy em nói có rung động, nhưng lý do tại sao em trai lại không bấm nút? Sợ là nếu mà quen xa mấy nay. Sợ quen xa. Tại vì khi từ đây xuống dưới đó thì em cũng không chắc được sẽ xuống được thường xuyên. Mấy chục cây số là xa đó hả? Không phải, tại vì ví dụ như thời gian tìm hiểu nhau thì em cũng nghĩ dạng như thế, mình dành thời gian nhiều hơn. Một cô gái rất là xinh, một cô giáo có thể chăm sóc con cái chúng ta rất là tốt. Một cô gái không ngại đường xa, nãy cô ấy nó rất gần. Nếu như mà lấy nhau thì cô ấy cũng sẵn sàng đến cái nơi của bạn sinh sống để mà ở đó cùng bạn lập nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái suy nghĩ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Nhưng mà thôi đó là cái quyết định của bạn thì chúng ta trân trọng thôi. Em gái con đừng buồn. Dạ. Em rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Anh tin chắc rằng có hàng triệu người chờ để anh này không bấm là người ta bấm đấy. Xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn nhé. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ. Để đi trước.